ý niệm, tâm linh, còn đem tới sự thay đổi sinh lý thực tế. Dùng ý niệm để suy tưởng, tức là phát ra niệm tưởng của chúng ta, có thể khiến con người thay đổi một số bộ phận trên thân thể. Những bộ phận này đều là bệnh tật, có thể phục hồi lại những bệnh tật này, khôi phục bình thường. Tưởng tượng da dẻ chỗ đó đã khôi phục bình thường, dễ nhìn thấy, hiệu quả nhất cũng là nhỏ nhất. Da chúng ta chỗ nào ngứa, đang ngứa, quý vị liền dùng ý niệm, sự đau ngứa chỗ này không còn nữa. Quý vị dùng phương pháp này, đây là hết sức nhanh, lập tức thấy hiệu quả, quả thật có thể đạt được. Đừng đi giúp chúng, quý vị chỉ dùng ý niệm để tưởng. Đây là hiện tượng người bình thường hay có, đều có thể dùng phương pháp này. Từ từ quý vị sẽ hiểu được công năng bất khả tư nghị của ý niệm. Sau đó, tới khi bị bệnh nặng, ví dụ như dưới đây có nói, tính tâm là công cụ trị liệu rất đắc lực. Thuốc an ủi có thể phát huy hiệu quả niệm lực. Trong bệnh viện, chúng ta thấy bác sĩ đối với người bệnh nặng thường dùng phương pháp này, cho họ một loại thuốc nhưng không phải trị bệnh của họ. Nói với họ, thuốc này hết sức có tác dụng, sau khi anh uống, bệnh nhất định sẽ khỏi. Họ uống xong thật sự có hiệu quả. Đây là sao? Đây gọi là thuốc an ủi, không phải thuốc men thật sự. Nhưng lợi dụng tâm lý của người bệnh, khiến họ chuyên chú vào thuốc này là thuốc tốt, đối với chứng bệnh của họ, dễ trị lành cho họ. Thật sự cũng đã trị lành cho họ. Tình hình này trong trị liệu ngày nay được sử dụng rất rộng rãi, đặc biệt là đối với người bệnh nặng, người già. Bệnh nan y, không thuốc mà lành. Như phía trước chúng ta đã lấy ví dụ, những người mắc bệnh ung thư ở tiểu viện Sơn Tây này, người mắc bệnh hồng băng lan sang ở Đông Bắc, đây đều là bệnh nan y, nhưng chính họ đã lành rồi, không cần trị liệu cũng lành. Đây là gì? Cũng là một sự thể hiện của niệm lực. Họ biết bản thân của họ bệnh rất nặng, chính họ biết bệnh của mình sống không được lâu, họ liền buông bỏ ý niệm sống chết. Phía sau còn nói tới, ý niệm này có thể đối trị tất cả sự tổn hại của ý thức phiến diện. Người khác rủa quý vị, đặc biệt là ở vùng Tây Na Trung Quốc, quý vị thấy rất nhiều sâu độc dùng tà thuật hãm hại người khác. Thời kỳ kháng chiến, chúng tôi đã từng sống ở những vùng này, biết những dân tộc Mèo, tộc Dao này họ đều biết. Cho nên chúng tôi khi mới tới đây, người khác liền nói với chúng tôi, nói năng tâm thái đều phải rất đơn thuần, đừng gây xung đột với họ. Khi họ bỏ sâu độc, bản thân chúng ta không biết. Lúc nghiêm trọng, thực sự sẽ chết người. Hồi nhỏ chúng tôi đã biết những chuyện này rồi. Nhưng phương pháp cô dịch này nghiên cứu không nghiêm trọng. Quý vị chỉ cần không sợ chết. Quý vị nghĩ sau khi chết mình sẽ đi về đâu? Nhất là cầu sinh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nó tự nhiên sẽ khỏi. Sự nguyền rủa phiến diện đó, loại ý niệm này không có tác dụng. Điều này về mặt lý chúng ta có thể thông suốt được. Người xưa nói, tà không thắng chánh, vãng sanh thế giới Cực Lạc là chánh niệm.
niệm A-di-đà Phật là chánh niệm. Không có tâm tổn hại người khác là chánh niệm. Những điều này là ý niệm bảo vệ chính mình tốt nhất. Tính tâm, tưởng tượng, ý niệm có thể trị liệu bệnh tật. Điều này chúng ta phải tin. Ví dụ của thời hiện đại rất nhiều, Trung Quốc có, nước ngoài cũng có. Chứng minh ý niệm có thể khiến thân thể tự mình điều chỉnh. Đây là điều trong giảng tọa của chúng ta những năm này có nhắc tới. Khiến những tế bào, cơ quan mang bệnh tật trong thân thể chúng ta có thể khiến chúng khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường, bệnh tật này không còn nữa, thân thể khỏe mạnh của quý vị sẽ khôi phục, không cần phải dùng thuốc men. Những khoa học gia này đều đang làm thí nghiệm này, hết sức có hiệu quả. Dùng ý niệm ở đây có hai việc phải chú ý. Thứ nhất chính là chuyên chú, phải hết sức chuyên chú. Thứ hai, phải liên tục không gián đoạn. Một ý niệm, hai ý niệm không được. Có thể dùng một tuần luôn luôn tương tục bất đoạn. Nếu như nghiêm trọng, một tháng. Sự chuyên chú một tháng này sẽ sản sinh hiệu quả bất khả tư nghị. Những bệnh giặc thông thường cần 7 ngày. Chuyên chú một ngày hiệu quả không lớn. 7 ngày thì đã có hiệu quả tương đối rồi. Nhiều người mắc bệnh nặng hoặc bệnh nan y tự động thuyên giảm. Điều này ngày nay có lý luận ủng hộ, đây không phải mê tín. Cũng một đạo lý như vậy. Có những người ở nông thôn, những người trình độ văn hóa thấp hoặc cầu thần, dùng tàn nhang khi thắp nhang để chữa bệnh. Việc này vào thời Trung Quốc cổ đại thì thường nhìn thấy. Có hiệu quả không? Giống thuốc an ủi, đó là tâm lý. Không phải tàn nhang có thể chữa bệnh. Tàn nhang là đã bị đốt rồi, có thể nói tự mình khử trùng. Là vật chất đã được khử trùng, ăn vô cũng không bị bệnh. Nhưng nó chưa chắc có hiệu quả. Hiệu quả đó sinh ra nhờ ý niệm. Thật sự có thần bảo hộ mình, tin tưởng thần. Tất cả đều là hiệu quả do ý niệm tư tưởng sinh ra.